Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một cầu thủ Tống Kim ngày hôm nay. Khả muốn sau cho anh em xem. Cầu thủ này cũng có thể nói là tăng trưởng môn của Võ Đăng thắng vừa rồi luôn em ạ. Một cầu thủ Võ Đăng khá chất. Ngày hôm nay thì có cho mình với đẳng cấp top Tống Kim ngày hôm nay, đó là top 2 Tống Kim. Quá dữ này mà. Và cho anh em cùng xem sơ qua thì lượng điểm của Carter của mình, anh ta đang có là 129.000, 103 điểm và giết 378 mạng. Giết được một sơ 15 và tử vong 26 lần và liên chạm 59. Có thể nói rằng khẳng định một võ đàn bậc Tống Kim khá khác. Và để làm được điều đó thì anh ta đã có sở hữu cho mình những trang bị như thế nào và ra sao. Anh em cùng theo dõi video này và đừng quên đánh giá thử như thế nào nha anh em ơi. Rồi, đầu tiên chúng ta thấy là trước khi nói về hướng tăng trưởng môn võ đàn thì anh em đã biết thì cao thủ này đã lái cho mình tăng trưởng môn võ đàn trong tháng 4 vừa rồi. Thì đã có một cái ấn tăng trưởng môn tăng thiên địa vô cực một cấp. Đó, là gọi skill 9 x tăng một cấp là 5. Đó, những nát luôn. Kèm với một cái dáng sơ bào cái này cũng có một cấp nữa là hai cấp. Rồi, kèm với cái vầng trăng trên đầu nữa, hiện tại này đang có cho mình là ba kỹ năng này mà, ba kỹ năng 90. Thì hiện tại là dòng thiên địa vô cực thiên địa vô cực nữa nè, là thành 23 điểm đó mọi người. Thì anh em nghĩ thử võ đan như thế này thì đánh có khác không nè. Rồi. Tiếp tục đầu tiên đó là cái kỹ năng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với cái tiếp theo, đó là những trang bị xanh trên người của chúng ta như thế nào. Và ra sao cho anh em cùng theo dõi thử nha. Đầu tiên chúng ta đang thấy rằng đang sử dụng cho mình một cây nội công, lôi sắc nội công 136. Một cái nón hợp kim, sinh lực 16, sinh lực 188 và kháng độc 16. Một cái áo hở 140 phòng hộ 40. Một dây chuyền, sinh lực nội lực 140. Nó có cho mình 85 chậm. Nó có cho mình 85 chậm. Rồi, tiếp tục là một cái bao tay kháng hỏi 15 chống 40. Quá chất lượng luôn nè mày. Quá chất lượng luôn. Ở bao tay này với đồ đạc thì chúng ta thấy đa số là mắt đội nè mày. Rồi, tiếp tục với một cái ngọc bội khá là đẹp 1940. Thì với 1940 và 2540 này, ạc này chắc chắn đang có cho mình là khoảng 80 chón nha nè mày. 80 chón rồi. Rồi, một cái nhẫn kim, sinh lực 121, kháng độc 14. Một đôi giày kim, tóc 40, kháng độc 18 và sinh lực 93. Một cái nhẫn kháng lôi 30, sinh lực 66. Một đai lưng kháng lôi 29, sinh lực 49. Và một ngựa kháng cảm 1 và tiết hỏa tinh sinh lực 200. Đó. Thì đối với đánh giá ở set đồ này thì Khải thấy là ở set đồ này đang có cho mình một cái vũ khí lôi sắc nội công 136, tăng cho mình 136 lượng lực tây, khá là chất lượng. Quá là chất lượng luôn. Rồi. Đi kèm với một bao tây kháng hỏa 25-40, có thể nói bao tây là đều bao tây xanh mắt ộp anh em ạ. Quá đẹp luôn. Sinh lực 65 và nội lực 83. Một ngọc bội kháng hỏa 19, sinh lực 57 và chống 40, nội lực 43. Đó, thì đó là những món đẹp Khải cho anh em xem trước. Tiếp tục đó là một cái nhẫn kháng lôi 30 anh em ạ. Quá đẹp luôn. Kháng lôi 30 sinh lực 66. Kháng lôi 29 sinh lực 49. Nói chung thì tổng sơ qua thì set đồ này là cũng có thể nói là ưu tiên sinh lực khá là cao dành cho đường môn. Rất tiếc ở cái áo thì chúng ta chưa thấy cái dòng sinh lực thôi. Sắp đến nay ra phiên bản đầu tiếm rồi thì chắc chắn cầu thủ này sẽ có những thay đổi tiếp theo cho anh em theo dõi hơn. Và đợi đánh giá set đồ này thì chúng ta thấy thì mắt thì Khải thấy là bao tay này em ơi, bao tay với ngọc bội. Bao tay với ngọc bội. Ở mà cái bao tay này Khải nghĩ phải mua và trên giá phải hơn 10 kim. Hơn 10 kim. Khải nói là trên 10 kim nha. Không biết là 13 hay 14 mình không biết nha. Nhưng mà mình nghĩ chắc hiện tại lúc đầu mua chắc hơn 10 kim. 10 kim là khoảng tầm hơn 700.000. Ngọc bội này cũng tương đối là khoảng tầm 5 cho đến 8 kim. 1940. Bao tay tím đó. Bao tay này giống bao tay tím luôn đúng không nè. Rồi. Tiếp tục đó là một áo phù hợp 40, chậm 40. Áo này thì ở thị trường server thì Khải nghĩ nó khoảng tầm giá khoảng tầm 5 cho đến 6 kim. 5 cho đến 6 kim. Giá chuyên này sinh lực nội lực 140 thì một không có kháng tất cả thì Khải nghĩ mua khoảng một kim hơn. Cái vũ khí này Khải nghĩ là như là ở đâu server thì này dòng 1 á. Với điểm như thế này thì Khải nghĩ mua chất cao lắm khoảng tầm 3 cho đến 5 kim. 3 cho đến 5 kim với cái vũ khí này. Rồi. Nón này sinh lực cao, nón này đẹp thì khoảng kim hơn. Đại lưng này kháng lôi 29, đại lưng này mua chắc hơn 2-3 kim, 2 đến 3 kim Việt Nam đồng. Khoảng 200.000 nữa nè, 200.000 Việt Nam đồng. Rồi, đặc biệt cái nhẫn này nè, nhẫn này đẹp này, 30 sinh lực 66. Nhẫn này 30 thì server Khải nghĩ đến trên đồng của ông Tây nè mày, gọi là hàng hot đó nè, hàng hiếm á. 29, 30, 29, 28 thì nhiều nhưng mà cái này hàng hiếm rồi nè mày. Nó hơn 1-2 điểm nhưng mà nó vẫn khá đẹp. Rồi. Nhẫn này thì ở server chắc hơn 10 kim nè mày, hơn 10 kim. Là khoảng tầm hơn 700-800 nghìn. Nhẫn này thì sinh lực cao, phù hồi sinh lực 9 điểm thì Khải nghĩ chắc cũng hơn 1 kim. Rồi, chung là tổng set đồ này thì Khải nghĩ thì dao động khoảng hơn 1 triệu nè mà.
hơn 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi. Nếu anh em là mua giá cao thì có thể là 1 triệu rưỡi quay đầu. Đó. Tính mình đầu server thì không có 1 triệu rưỡi quay đầu, còn tầm này thì rẻ rồi anh em ạ. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay và ủng hộ cho cao thủ Kater, một cao thủ võ đan anh em ạ, tăng trưởng môn võ đan tháng vừa rồi, cũng như là đánh tống kim với ba kỹ năng 9x khá khác anh em ạ. Rồi. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên nhấn like cho xem ủng hộ mạnh cao thủ Kater này nha anh em ơi. Đi với hướng vũ khí lôi sát nội công và hướng áo gia truyền làm chậm và bao tay với ngọc bội là chón, có tương đối cho mình là 80 chậm 80 chón, hiệu ứng sinh lực khá đẹp rồi. Ok, hẹn em ở những buổi video sau đồ tiếp theo nha anh em ơi. Kính chúc anh em một buổi video vui vẻ nha.